Hello everyone, welcome back to our lesson today. Today we learn Unit 3, A Trip to the Countryside, Lesson 2, Breathe. Xin chào các bạn và mừng các bạn quay trở lại với bài học của cô ngày hôm nay. Chúng ta tiếp tục học bài số 3, Một chuyến đi về miền nông thôn. Và tiết học của chúng ta là Breathe. Khi chúng ta nói đến những công việc đồng áng, farm works, chúng ta đề cập đến rất nhiều thứ. Ở đây cô đề cập đến growing crops, trồng vụ mùa. Chúng ta có trồng rau, vegetables, flowers, rice, corn, sugar canes. Và mình nói đến raising cattle, chăn nuôi gia súc, gia cầm như là bò, heo, gà, vịt nha các bạn. Và chúng ta nói đến những cái hành động feeding animals, cho những con động vật mình ăn, feeding the ducks, feeding the chickens, feeding the cows, and collecting eggs, thu gom trứng. Chăn nuôi gà thì mình sẽ thu gom trứng, trứng gà, trứng vịt. Và bài đọc ngày hôm nay của chúng ta đề cập tới một bạn Vân. He's a student from Ho Chi Minh City. He's an exchange student in the USA. Now listen. 5. Read. Page 25. Van, a student from Ho Chi Minh City, is an exchange student in the USA. He is now living with the Parker family on a farm 100 kilometers outside Columbus, Ohio. He will stay there to the beginning of October. Mr. Parker grows maize on his farm, while Mrs. Parker works part-time at a grocery store in a nearby town. They have two children. Peter is the same age as Vaughn, and Sam is still in primary school. Since Vaughn arrived, he has been learning a lot about life on a farm. In the afternoon, as soon as he completes his homework, he feeds the chickens and collects their eggs. On weekends, if Mr. Parker is busy, the three boys help him on the farm. On Saturday afternoons, Peter plays baseball. The Parker family and Vaughn eat hamburgers or hot dogs while they watch Peter play. The Parkers are nice, so Vaughn feels like a member of their family. Chúng ta đến một số từ mới ngày hôm nay. Exchange là trao đổi. Ta có exchange student, học sinh diện trao đổi. Now listen and read it. Exchange, exchange, exchange student, exchange student. Maize, corn. Maize hay là corn đồng nghĩa nha các bạn, ta gọi là bắp hay là ngô. Now listen and repeat. Maize, corn. Maize, corn. Grocery store là cửa hàng tạp hóa, mình có thể mua đủ thứ ở cửa hàng tạp hóa, thường sữa, trứng, dầu ăn, mì gói, vân vân. Grocery store, grocery store. Complete, complete ở đây là động từ, nó đồng nghĩa với lại finish là hoàn thành. Và ta có completion, danh từ, sự hoàn thành. Now listen and repeat. Complete, complete, completion, completion. Chúng ta nhìn ví dụ ở đây. In the afternoon, as soon as he completes his homework, he feeds the chickens and collects the eggs. Feed là cho ăn. Feed the chickens là cho gà ăn. Now listen and repeat. Feed, feed,
feed the chickens. Feed the chickens. Collect là thu nhặt, thu gom. Collect, và ta có collect the eggs là thu nhặt trứng. Now listen and repeat. Collect, collect, collect the eggs, collect the eggs. Chúng ta sẽ đến bài học đầu tiên trong sách giáo khoa. Bây giờ các bạn hãy mở sách ra, đọc kỹ lại đoạn văn cho cô. Sau đó chúng ta sẽ nối những cái từ bên cột A với nghĩa ở cột B. Match the words in column A with the words or groups of words in column B having the same meaning. For example, A, you have maize, it means corn. Now it's your turn, please. Ta có feed, grocery store, part time, collect. Bên cột B này ta có những cụm từ sau: bring things together, mang nhiều thứ lại với nhau. Where people buy food and small things, nơi mà người ta có thể mua thức ăn và những vật nhỏ. Give food to eat, cho thức ăn để ăn. Shorter or less than standard time, ngắn hơn hoặc ít hơn thời gian quy định, hay là thời gian tiêu chuẩn không các bạn? Now let's check the answer. Feed goes with give food to eat. For example, I feed the cows every morning. Tôi cho gà, tôi cho bò ăn mỗi buổi sáng. Grocery store goes with where people buy food and small things. There are many grocery stores in my area. Park time là bán thời gian, goes with shorter or less than standard time. And the last one, collect, it means bring things together. Now really good, I would like you to check your answers and copy that into your notebooks. Các bạn kiểm tra lại những câu này, sau đó check vào tập cho cô nha. Cô nhắc lại cho cô: maize nghĩa là corn, feed give food to eat, grocery store where people buy food and small things, park time shorter or less than standard time, collect bring things together. Chúng ta đến bài tập tiếp theo. Bài tập này ta phải điền vào những thông tin, lấy thông tin từ trong bài đọc và điền vào chỗ trống này cho cô. Complete the summary. Use information from the passage. Hoàn tất cái bản tóm tắt này, sử dụng những thông tin từ trong đoạn văn. Các bạn dừng màn hình lại và các bạn làm bài tập cho cô nhé. Now let's check the answers. A Vietnamese boy named Vong is living with the Parker family in the American states of Ohio.
Mr. Parker is a farmer, and Mrs. Parker works part-time in a nearby town. They have two children. What are their names? They are Peter and Sam. Very good. Vâng, often there's chores. Chores là công việc nhà nha các bạn. Before or after school? After school. Sometimes he also helps on the field, on the farm, on the house, on the farm. Okay. The family relaxes on Saturday afternoons and ở đây ta phải tìm một động từ. Watches Peter play basketball. Really good. Vern likes the Parkers and he enjoys being a gì các bạn? A member of their family. Các bạn kiểm tra lại kỹ câu trả lời trong cái bản tóm tắt này. Sau đó các bạn viết vào tập cho cô nhé. Về nhà các bạn đọc kỹ lại đoạn văn, học từ mới, chép từ mới vào tập, rồi chép cái phần tóm tắt này vào tập cho cô nha. Now that's all for today. Thanks for your listening. See you next time.